rồi, cười quá. Chú chào con nha. Nhà em làm gì để sống vậy? Nhà em chỉ trồng ngô và lúa thôi. Ồ. Chỉ trồng ngô và lúa thôi. Vâng. Mùa này thì em chỉ trồng được lúa rồi, ngô thôi nhỉ? Vâng. Ở trên này là không làm được gì đâu, chỉ trồng ngô và lúa thôi. Dạ Bùi Hồ xin kính chào cô bác với anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ thuê một cái chiếc xe của chủ nhà nghỉ để mà chạy lên một cái ngôi làng cổ của người Tây. Và đặc biệt ngôi làng này cách xa thị trấn Đồng Vân tầm 6 km đường đá, đường bộ như thế này. Và xe thì phải có mã lực cao thì mới chạy lên được. Nhưng mà chiếc xe Bùi Hồ chạy thì nó kêu tè 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 tè, nghe thật đáng thương ghê. Và dưới kia đó là thị trấn Đồng Vân, thì đường này phải băng qua một cái cánh rừng, nói chung là mạo hiểm để mà tìm những cái thước phim hay để truyền tải những thông tin về tộc của người Tây cho cô bác quý anh chị xem nhé. Bánh ở đây nhỉ? Em bán bánh ở đây nhỉ? Bánh á? Bánh gì ạ? Bánh bịch á. Em không biết à? Đi hỏi mẹ em. À, em đang làm gì vậy? Nấu cám. À, ở đây đến làng Thiên Hương còn xa không em nhờ? Cô bác quý anh chị, đây là đoạn đường tôi phải vượt qua cái đoạn đường này. Không biết là phía trước còn bao nhiêu đoạn đường nữa. Nhưng mà nhìn phía đoạn đường này, phần đồi núi trên kia lại sạt lở. Tôi lại Bùi Hồ lại cảm nghĩ cuộc sống của người dân nơi đây thì cực kỳ khó khăn. Vì đi đứng thì lại đường như thế này, tôi phải băng qua. Sau khi qua cái đoạn đường thì tôi phải rửa chân. Trong cái quá trình rửa chân thì tôi gặp được các cô về ở đây với lại các cháu đang nhặt đồ. Chào con. Chú chào con nha. Sao coi sao mình leo lên đó được vậy à chị nhờ? À, chắc có lẽ là không hiểu. Chắc leo lên được mình đó. Đây. Trời ơi. Thôi, giống cục đá, không lên được. Chắc không sao. Chú tặng con nè, chú tặng con bánh nè con ơi. Ôi, bốn đứa trẻ lắm. Bước lên đây. Đây chắc chắn rồi. Ôi, cái máy leo lên đây khá vất vả. Khi nhìn các em đứng ở trên đây, các em lại lấy nước từ mỏ về giặt đồ nè. Thôi quần mình thì dơ hết luôn rồi. Đất cái bùn xìm nhóc. Tại vì mua quà đây, không phải tặng cho các bé đây. À, chú mời con nhé. Chú mời con nhé. À, chú mời con nhé. À, ba mẹ con đâu? Ở nhà nha. Con nói chuyện tiếng Kinh không gần không? Con nói chuyện tiếng Kinh gần không? Ở đây có một cái mỏ nước. Nước này sâu không con nhờ? Chạy xuống đó, nước chạy xuống đó, xuống đây. Và các trẻ con ở đây là lấy những cái này để giặt đồ. Thấy trẻ con vùng cao không cô bác anh chị? Vất vả vô cùng. Chạy leo lên. Cho anh mượn nước ngơi, anh rửa chân cái nha. Nha. Những cái thác nước mà chặn hôm mưa qua mà cô bác quý anh chị nhìn thấy trắng trắng ở trong màn hình đó, không biết có nhìn thấy được không nữa. Nhưng mà mới hỏi một nhà của người thì hai người Tây không nói chuyện được tiếng. Ôi ôi, cười quá.
trắng trắng ở trong màn hình cô bác quý anh chị thấy đó là những cái thác nước suối chảy rất là lớn sau cái trận mưa đêm qua. Ô đường này sao nhờ? Nói chuyện thì mình là người miền Nam, nói chuyện theo tiếng miền Nam quen rồi, mà gặp lại những người tày như thế này mình nói chuyện cô bác anh chị ở đây ta không hiểu nên mình nói chuyện lai lai theo cái tiếng của người ta có hiểu hay không. Ôi tắt đường thiệt rồi. Ôi chào em nhé. Ô bị tắt đường rồi em nhờ. Em đi đâu về đây? Đi là ở kia về xe. Xe để đâu? Đi bộ rồi. À. Em người Tây nhờ. Hả? Người Tây nhờ. Người Mông thôi. Người Mông thôi hả? Vâng. À. Anh có mua một số bánh. Ờ, gửi cho bé bé nè. Nè. À. Con cũng có phần nữa nha. À vâng. Chú cho con nhá. Ôi. Thiệt là theo thông báo của bác. Vâng. À nói chị đó à. Chị ơi. Ê, em gửi họ quà nè. Cô bác quý anh chị có thể dễ dàng thấy là một cái ngôi nhà ở trên đó. Và họ trồng ngô thì sau một cái trận mưa thì sạt lở rất là lớn và nó lại chắn ngang cái đoạn đường này. Còn ở dưới này là một cái vực cẩm rất là sâu luôn. Vâng. Anh gửi quà nè. Nó không để đưa, để đưa cho nó. Nè em đưa sang giùm nhé. Vâng. Xinh quá nhờ. Gần tới làng Thiên Hương chưa nhờ? Chưa. Còn xa nữa. Còn xa nữa. Vâng, nhưng mà đường không đi được rồi. Vâng. Nhà em ở bên kia à? Nhà ở trên kia này. Ờ, à, nhà em trên này hả? À? Vâng. Rồi sao em xuống đây được nhờ? Ơi. Cô bác với anh chị, khi Bùi Hồ đến đây rồi thì mới hiểu được cái cuộc sống của những người ở vùng cao khó khăn như thế nào. Và đến đây thì gặp những cái lũ trẻ, những cái trẻ con lại chơi ở trên những cái nơi mà có vẻ là rất là khó khăn như thế này. À. Chú chào con nha. Em gửi cho chị nha. Vâng, em gửi cho chị. Vâng. Mình ăn bánh đi. Vâng, mình ăn bánh đi, xé ra. Vâng. Xé rồi hả? Đây, đây chơi. À, anh lên đây chơi. À. Vâng, anh tính vô qua làng Thiên Hương bên kia nhờ. Vâng, Thiên Hương bên kia nhưng mà được không đi được rồi. Ồ, nhà em ở tầng trên đó. Vâng, nhà em ở trên đó. Ồ. Em đang đi qua ra ngoài đường lộ à? Đang là ở kia nhưng mà bỏ em đi xe cái đường này thôi. Ồ. Ôi. Mưa gió dữ quá. Đây nè cô bác quý anh chị. Cái dòng mà trắng trắng đó, đó chính là những cái thác nước chảy xuống tận ở dưới này. Và những cái thác nước chúng ta thấy có lẽ là rất là lớn đúng không? Để làm được những thước phim như thế này là phải có sự mạo hiểm rất là lớn. Sự mạo hiểm của Bùi Hồ đến đây chỉ trong giây phút thôi. Nhưng mà sự mạo hiểm của các em nhỏ, của các trẻ con ở đây thì là cực kỳ lớn. Vì các em ở dưới này nè vẫn trồng ngô ở đây. Vực cẩm này vẫn trồng ngô. Em chào anh nhờ. Ừ.
chỗ nào luôn chứ. Con đang cầm cầm gì nhờ? Cục đất. Cục đất. Em là người Tày hay người Mông? Thì là người Mông thôi. Ờ. Vâng. Các chị người Mông hết nhờ? Người Mông hết thôi. Vâng. Vâng. Các chị ở đây không nói nói gành tiếng Kinh nhờ? Không nói được. Không nói được. Ừ, tất cả là mẹ. Ồ. Đây là bà. Ờ, đây là mẹ của em. Ừ, mẹ nữa. Bà, đây mẹ luôn. Vâng. Em hai mẹ. Vâng. Em năm nay nhiều à? Ồ, em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 23 tuổi rồi. Ồ vâng. Con của em đây nhờ? Vâng. Con này. Ồ. Chồng em đâu? Chồng em ở giữa ở kia. Ồ ồ. Ờ, đây là mẹ. Vâng. Ờ, đây là mẹ. Đây là mẹ, bên kia là bà. Vâng. Bà năm nay bao nhiêu tuổi nhờ? Bà chắc là 40 tuổi. Bà hơn 40 tuổi hả? Vâng. Ồ. Bà trẻ thế. Anh nói bà trẻ thiệt mà. Nhà em làm gì để sống nhờ? Nhà em chỉ trồng ngô và lúa thôi. Ồ. Chỉ trồng ngô và lúa thôi. Vâng. Mùa này thì em chỉ trồng được lúa rồi, ngô thôi nhờ. Vâng. Ở trên này là không làm được gì đâu, chỉ trồng ngô và lúa thôi. Em thu hoạch ngô chưa? Chưa. Ừ. Bây giờ chưa. Chồng em năm nay bao nhiêu tuổi nhờ? Chồng em 25 tuổi. Ồ, chồng em 25, em 23. Vâng. Em đã cưới chồng năm nào? Cưới chồng chắc là được 6 năm rồi ấy. Vâng. Được ba cháu, ba đứa con. Vâng. Ôi. Hai đứa trai, đứa gái. Ôi, hai đứa trai, một đứa gái. Anh sẽ cho. Ồ. À, chú cho con nè. Lớp một chị tàu à. Lớp một lớp các này lớn để lên hết rồi thế à. Cho chị kia. Hàng ngày thì các cháu ăn gì nhờ? Hàng ngày á? Ờ. Ăn cơm, ăn rau thôi. Chị ăn rau thôi. Vâng. Ồ, mưa tới rồi. Ôi, bye bye nha. Vâng, vâng, chào tạm biệt nhé. Hôm nay thì trong cái quá trình lên đây tôi lại không được đến làng Thiên Hương bởi vì đường nó đã bị tắt lý do là sạt lở của núi rừng. Và tôi phải quay trở lại, hẹn vào một dịp khác gần nhất tôi sẽ quay trở lại thăm Bùi Hồ, sẽ quay trở lại thăm làng Thiên Hương. Và chào tạm biệt các em nhỏ, chào tạm biệt các chị nha. Bye bye. Nhìn các em nhỏ đáng thương vô cùng. Bye bye. Đây nè, bye bye nè. Bye bye nè. Bye bye. Oh, vâng. Bye bye. Chào mọi người đi nha. Bye bye. Mời các chị chào nha.